Collagen là một loại protein, nó chiếm 70% cấu trúc da. Nó đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động về trao đổi chất, kích thích tái tạo và phục hồi da. Collagen chủ yếu tập trung ở lớp hạ bì. Từ collagen được xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là keo. Các sợi collagen hoạt động trong cơ thể như một chất keo, nó giữ chặt mọi thứ trong cơ thể lại với nhau như là cơ, xương, gân và các dây chằng. Collagen hoạt động nhiều nhất ở làn da. Cụ thể là collagen liên kết chặt chẽ các tế bào da lại với nhau. Khi mà chúng ta khóc, cười hay là nói chuyện thì bề mặt da chúng ta cũng sẽ chuyển động theo. Collagen hoạt động như một sợi dây thun, nó sẽ phục hồi làn da trở lại cái trạng thái ban đầu khi mà chúng ta dừng lại tất cả mọi hoạt động. Khi những sợi collagen bị thiếu hụt hay là bị đứt gãy thì cái việc hình thành những cái vết nhăn, những cái nếp chân chim hay là cái dấu hiệu bị chảy xệ của làn da là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, collagen còn tồn tại ở tóc, giúp cho mái tóc chúng ta luôn suôn mượt, bóng khỏe, và ở móng thì nó giúp cho cái móng tay chúng ta luôn luôn bóng và chắc khỏe. Đây là những lý do mà chúng ta cần phải bổ sung collagen cho cơ thể. Hub Beauty, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.